Rồi, chào thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023, thì em lên một clip mới nhá. Thì hôm nay cũng sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, thì gồm rất là nhiều những cái loại mấy máy khác nhau. Đấy. Tí nữa thì em sẽ đi test lổ từng con một để bác chú ý nghe tiếng máy nhá. Đấy. Để bác nghe tiếng máy để có thể là mua cho nó dễ. Đấy. Thì cũng sẽ lên cho bác ít những cái đầu máy cắt cỏ rồi là máy xới đất mới nhá. Đấy, hôm nay có cả máy xới đất mới, động cơ có thể tháo rời ra để gắn máy phát cỏ vô tư luôn. Đó, có thể lên cho bác một con máy xới đất Honda nhỏ mili, siêu mili luôn. Đấy. Tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết nhá. Thì cũng sẽ thanh lý cho bác ít cái nốt mấy cái con bơm nước để cho nó gọn này, để chuẩn bị về cái nô bơm nước mới. Đấy. Tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết nhá. Đấy. Thì phần đầu chương trình thì nào em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Đấy, vì chỗ em có một cái lợi thế rất lớn, đó là đất chè. Để bác thể search trên mạng là địa chỉ ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Đấy. Thì chỗ em cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn, nên là các bác mua chè chỗ em là được luôn cái giá gốc nhá, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn, không có nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè nhá. Đấy, các bác lưu ý là thế. Đấy, chè thì đây. Chè thì nó là giống chè tuyết thơm nhá, búp móc câu rất là ngon luôn. Đấy, chè thì bao cho bác là chè mới luôn, không phải chè cũ. Không phải chè tồn kho lâu năm. Chè mới đặc trưng của nó sẽ là có vị thơm nhá, nước xanh. Đấy. Vị thơm, nước xanh, tiền chát ngọt hậu nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Chè xanh, bao xanh ngắt luôn. Đấy. Nói chung là đợt này đang vào chính vụ nên là chè của nó rất là được nước nhá. Đấy, bác này mua uống thử nhá. Chè bên em sẽ có những cái loại như sau. Loại thứ nhất là loại 140.000 trên 1 ký. Loại thứ hai là loại 180.000 trên 1 ký. Loại thứ ba là 210.000 trên 1 ký nhá. Tức là có 3 loại. Đấy, bác mua chè thì cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại đấy nhá. Đấy. Bác nào mua máy mua chè liên hệ số thứ nhất. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè, hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ số thứ hai nhá, để đặt hàng chè. Đấy. Chè thì nói chung là bao ok, ngon, xanh cho bác luôn. Đấy. Rất nhiều những bác đã mua, đã dùng thử rồi và đã trở thành nói chung là nghiện luôn chè bên em. Đấy. Phải nói thẳng như thế luôn. Đấy. Để các bác mua chè uống thử nhá. Không tin thì bác có thể mua uống thử nhá. Cứ liên hệ với em theo hai số này để đặt hàng nhá. Thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Đấy, bác nào mua từ 1 đến 5 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ có từ 26 cho đến 35.000. Đấy, đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 5 ký thì bên em bao ship luôn nhá. Trên 5 ký là áp dụng với loại chè 140.000. Thế còn bác nào mua loại chè 180 và 210.000 thì 2 ký đổ lên là bên em bao ship rồi nhá. 2 ký đổ lên là đã bao ship rồi. Đấy. Nên là các bác không phải lo về cái phí vận chuyển. Đấy. Các bác cứ mua nhiều là sẽ rẻ thôi. Thế thôi. Rồi ok. Thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Đấy, hàng mới thì là một hàng mới 100% như này. Hàng chưa đổ chăng, chưa xài. Hàng phun thùng luôn. Đấy. Thì nó hàng mới thì nếu mà các bác có điều kiện mua được những cái hàng mới thì dùng rất là đảm bảo luôn và chất lượng cực kỳ luôn nhá. Đấy, mình nói chung là không phải suy nghĩ gì về cái vấn đề về mua phải con máy đảo hay con máy như nào đấy. Hàng mới 100% thì mình dùng rất là đảm bảo nhá. Đấy, phải khẳng định như thế luôn. Đấy, nó dùng bền hay không bền là do các bác dùng nữa. Đấy, còn bên em đã những cái hàng mới này đã lựa chọn những cái mẫu rất là kỹ rồi, chất lượng cực kỳ ngon và ổn định. Đấy, có những cái mẫu đã bán ra thị trường rồi và thị trường dùng rất là ok. Đấy, phải khẳng định như thế. Thế thì có những cái mẫu như sau. Mẫu thì có những cái máy công suất lớn, rồi những cái loại vừa vừa, rồi là những cái loại máy tầm trung. Đấy, em giới thiệu hai mẫu đầu tiên nhá. Hai mẫu đầu tiên thì bao giờ cũng là hai cái mẫu tầm trung. Tầm trung tầm máy 26cc 34 ly. Đây. Cái con này là cái mẫu này, tên nó là thằng Toyota. Đấy, 260. Thì cái thằng này nó là đây. Cái này là đủ cả máy cả cần luôn nhá. Cái này thì em chỉ quay cái đầu máy cho bác thôi. Thì nó chung quay qua đây. Thì vì máy mới này thì nói chung là quay qua đấy nhá, lúc nào có điều kiện thì sẽ quay chi tiết cho bác luôn. Nhưng mà máy mới thì đảm bảo bác là dùng 100% là ok, ổn định. Đấy. Thì cái mẫu này nó là thiết kế theo mẫu máy của thằng TU26 nhá. Đấy. Đồ đạc của nó dùng chung với mẫu máy TU26 luôn. Nên bác không phải lo nhá. Đấy. Thì những cái mẫu này thì là bên em đã đặt và lựa rất là kỹ rồi. Đấy, dùng ổn định, ngon, bền.
Đấy, bác nào mà dùng ít thì cứ tầm 7-8 năm là chuyện rất hết sức bình thường nhá. Đấy, đấy bác nào dùng nhiều thì được 3-4 năm. Đấy, 3-4 năm thoải mái luôn. Với cái mức giá của nó thì rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy, thì mấy cái thằng máy mới này thì là để cho bác là như cái thằng này là 26cc34ly này, hiệu của nó nhá. Đấy, hiệu của nó là Toyota. Toyota TZT 260 nhá. Đấy. Mẫu này của nó là một trong những cái hàng chất lượng cao đấy. Phân khúc hàng chất lượng cao nhá. Đấy, phải khẳng định như thế luôn. Đấy, chế của nó thì là bộ chế bình xăng con là bình xăng con Duy Sinh. Đây là một trong loại bình xăng con rất là nổi tiếng nhá, bên Trung Quốc. Đấy. Thì cái mẫu này là để cho bác giá 1,5 triệu bao ship này. Giá này chỉ là giá dùng thử nhá. Đấy. Giá dùng thử thôi. Thế bình thường nếu mà bác về dùng ngon ok ấy, thì ví dụ lần sau mà bên em có về ấy, thì giá của nó chính giá của nó sẽ là 1,7 triệu nhá. 1,7 triệu là đúng giá của nó, 1,7 triệu. Đấy. Cái này là 1,5 triệu là bên em là dùng thử thôi, gọi là các bác về dùng thử trải nghiệm được mức giá tốt nhá. Đấy. 1,5 triệu này. Cái mẫu này nhá. Mẫu thứ hai thì nó là một mẫu máy chất lượng Thái Lan luôn, NHNT, cái này là Hinota nhá, Hinota. Đây. Thằng này là Hinota này. NTL L260, nó là hãng này Hinota 260. Đấy, thằng này nó thiết kế theo mẫu máy của thằng Komatsu 2006, Komatsu truyền thống ấy. Đấy. Cái dòng này là một trong những cái hàng mà đạt chất lượng Thái Lan luôn đây này. Bác nhìn là cái Thái Lan quality là có nghĩa là chất lượng Thái Lan nhá. Đấy, đạt chất lượng Thái Lan luôn. Đấy. Chứ không phải hạng đơn giản đâu. Đấy, có bảo hành luôn nhá, có thể bảo hành đây này. Đấy. Chứ không phải đơn giản đâu, mấy cái dòng này. Đấy. Hàng chất lượng cao nhá, lưu ý nó là hàng chất lượng cao đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Nếu bác không tin thì bác có thể mua về dùng thử cái dòng này nhá. Giá của nó thì được cái mức giá đang ưu đãi này. 1,5 triệu bao ship. Đấy. Bình thường là nó sẽ là 1,6 triệu. Đấy. Nếu mà 1,5 triệu bình thường sẽ là bác dùng thử ngon lần sau mà có về lô hàng này nó sẽ là 1,6 triệu nhá. Đấy. Nên là đang được cái mức giá tốt. Rồi. Thì hai mẫu đầu tiên là hai cái mẫu máy 260. Nòng 34 ly. Thì chuyển sang mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba thì nó là một mẫu máy là thuộc dạng là không to không nhỏ. Đấy, không to quá mà không nhỏ quá. Đó chính là mẫu 330, Tosaki 330. Thằng này là xài tum lớn nhá. Đấy. Thằng này thì bác về phát cước là ngon rồi. Ok rồi, xài tum lớn này. Máy lớn thì bao giờ nó cũng thiết kế tum lớn nhá. Đấy, lưu ý thằng này không to quá mà không nhỏ quá nhá. Đấy, phát cước thì bao ngon. Thằng Tosaki này thì bên em đã từng bán ra thị trường rồi, cách đây khoảng tầm nửa năm. Về một lô Tosaki. Bán từ đấy đến bây giờ là cũng ra thị trường khoảng tầm nói chung phải tầm cũng vài chục con máy đấy, nhưng mà cũng không thấy ai kiện cáo thì về như nào đấy. Đấy, chắc là rất là ổn định nhá, cũng không thấy chết chiếc gì đâu. Đấy, nếu mà chết thì các bác đã kiện cáo rồi. Đấy. Rất là ngon nhá, thằng Tosaki này. Đấy. Nó một trong những cái hàng phân khúc hàng chất lượng cao nhá. Đấy. Đấy, nên các bác cứ yên tâm xài cái dòng này. Đấy, thằng này thì giá của nó là 1,6 triệu bộ này, 1,6 triệu bộ. Đấy. Thằng này là đủ bộ luôn nhá. Đấy, 1,6 triệu. Tosaki. Đấy. Đấy. Tosaki nhá, thằng này 1,6 triệu 330, nòng 36 ly. 33cc. Đấy. Phun thùng phun hộp nhá. Rồi. Thì em chuyển sang mấy mẫu tiếp theo nhá. Mấy mẫu tiếp theo thì nó là mấy cái mẫu máy công suất lớn đấy. Toàn những loại trên 40 ly, piston 40 ly đổ lên hết. Đấy. Hai cái mẫu này thì là hai cái mẫu máy Thụy Điển này. Đấy, Thụy Điển thì đây. Nó thiết kế theo mẫu máy Thụy Điển chứ không phải là máy Thụy Điển. Đấy, thằng này nó là thằng Rồi, em tiếp tục nhá. Cái thằng này là thiết kế theo mẫu máy Thụy Điển nhá. Thằng này tên của nó là thằng Hukama. Đấy, 541ZF, được chưa? Đấy, nó là thiết kế đúng y chang theo mẫu máy Thụy Điển 541 luôn nhá. Nên là đồ đạc các bác dùng chung luôn, không phải lo. Piston của nó là 40 ly, công suất trên 40cc. Đấy, thằng này là một trong những cái phân khúc hàng chất lượng cao nhá. Bác nhìn thấy xem những bố cột nó còn có cả mã số đây này. Đấy, thấy không? Đấy. Mã số rồi là cái gì đây? Nói chung là đây bác nhìn thấy thiết kế này. Khung nói chung là cực kỳ sắc nét luôn. Này. Bền nhá, nhựa này, nhựa cứng cáp luôn nhá. Đấy. Dây giật, dây diễu nói chung là hàng chất lượng cao. Chế của nó thì nó là sử dụng chế
chế Duy Sinh nhá. Đây là một trong những cái hàng chế rất là nổi tiếng bên Trung Quốc luôn nhá. Đấy, bên Trung Quốc toàn sử dụng chế này thôi chứ không có chế nào khác cả. Đây, Duy Sinh, hàng mấy cái thằng này thì nó chất lượng của nó là nó tương đương với cả những cái mẫu máy nội địa Trung Quốc ấy. Đấy, các bác khẳng định những máy nội địa Trung Quốc nó như nào, nó những cái này nó chất lượng tương đương. Cái giá của thằng này là 2.250.000, mẫu Hukama 541, được chưa? 2.250.000. Được nhá. Ok. Tiếp tục đây. Em chuyển sang mẫu tiếp theo nhá. Mẫu tiếp theo thì nó là một mẫu máy cũng thiết kế theo mẫu máy Thụy Điển, nhưng mà nó là mẫu máy nó làm theo mẫu máy Thụy Điển 143. Thằng này chính là thằng Hukama 143R. Thì cái mẫu này là nó đúng y mẫu máy 143 luôn. Hoặc là máy bãi thì nó sẽ là thằng Komatsu 4300. Đấy, Komatsu 4300 này. Công suất 40cc, bi tông 41,5 a. Công suất 41,5cc, bi tông 40 ly. Đấy, 3000 đồng. Côn còn cả mã số này, thấy không? Đấy, nói chung là cực kỳ thiết kế cực kỳ ác luôn. Chế cũng Duy Sinh luôn nhá. Đấy. Đây. Đế điếc chắc chắn rất ok. Nhựa nhiếc rất là cứng cáp nhá. Đấy. Thì tay ga bóp cũng là giống kiểu Thụy Điển luôn. Đây. Nhìn tay ga bóp rất xịn sò nhá. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó rẻ hơn cái thằng 541 này được khoảng 150. Thằng này là 2.1 triệu. 2.1 triệu nhá. 2.1 triệu bao ship nhá. Lưu ý như thế. 2.1 triệu bao ship. Rồi. Xong hai cái mẫu máy lớn máy Thụy Điển, giống máy Thụy Điển. Em chuyển sang mẫu tiếp theo. Đây, mẫu tiếp theo nó chính là một mẫu máy công suất lớn của thằng Hirota. Đây, thằng Hirota. Hirota này. Đây, thằng này là cũng thằng này là 260 này, thằng này là 430 này. Hàng Hirota đây này. Đấy. Hirota chất lượng Thái Lan luôn nhá, chứ không phải là dạng vớ vẩn đâu. Thái Lan quality luôn. Đây này. Đây này. Hirota Thái Lan. Đấy, chất lượng Thái Lan luôn nhá. Thằng này nó có máy, thằng này nó có cả thẻ bảo hành bảo hiếc luôn này. Đây này, chứ không phải cái đâu. Nói chung là đây một trong những cái hàng thuộc phân khúc loại máy cao cấp nhá. Nó lưu ý như thế. Đây, em nó đây. Thằng này nó là thằng Hirota 430, công suất 43cc. Bi tông của nó là 40 ly. Đấy. 40 ly nhá. Thì thằng này nó thiết kế theo mẫu máy của thằng Mitsu TL43 nhá. Đấy, TL43 dùng chung luôn. Đấy. Thì thằng này thì đấy, chất lượng Thái Lan luôn, các bác biết rồi. Đấy. Đây này, trên mỗi máy nó có cả số series này, các bác nhìn thấy không? Đấy, số series dập chìm đây này. Đấy. Không phải là hạng vớ vẩn đâu. Đấy. Nên là các bác cứ dùng thử cái dòng này đi nhá. Giá của thằng này là 1.750.000 một bộ. 1750 nhá. Thằng này là 1750. 43cc. Đấy. Tiếp tục đây. Còn một cái mẫu máy nữa mà nó thuộc dạng dòng máy cao cấp nữa. Đây. Đó chính là cái thằng này. Thằng này nó là tên của nó là thằng Kasuko. Kasuko đây nhá. Kasuko này. Đấy. Đấy. Đây thì cũng là Kasuko KS430. Thì là một thằng này nó giá nó còn cao hơn cả cái thằng chất lượng thằng Hirota chất lượng Thái Lan này này. Đấy, thằng Kasuko này. Đấy. Đây, em nó đây. Thằng này thì nó thiết kế theo mẫu máy của thằng Mitsu TB43. Đấy. TB43 nhá. Đấy. Thì đây các bác mua thử cái dòng này thì dùng cực kỳ là ok luôn. Đấy. Đấy. Giá của thằng này là 1.950.000 nhá. Nó đắt hơn cái thằng Hirota này khoảng 200.000. Đấy. 200.000 nhá. Đấy. Bác thích cái dòng nào thì cứ liên hệ bên em nhá. Đấy. 1950 thằng Kasuko đấy. Đấy, thằng này đi theo cái tay ga bóp như này nhá. Tay ga bóp như này. Đấy. Thì đấy là trải qua mấy cái mẫu này. Thì toàn là những cái hàng mới nhá, 100%. Thì bác nào mà thích cái hàng chính hãng Honda thì bên em cũng có luôn. Cái thằng này. Thằng này là Honda GX 35 hàng Thái này. Thằng này hàng Thái nhá. Hàng Thái xịn 100%, hàng Honda đấy chứ không phải là hàng Trung Quốc đâu. Đây, tem SD này. Đấy, Thái. Đây, tem chống giả này. Đấy. Thì đây, mặt trước mặt sau này mới 100% nhá. Đấy. Thì Honda này thì đương nhiên rồi, giá nó sẽ cao. Đấy, nhưng mà bên em là giá cao nhưng mà bên em thanh lý cho bác nhá. Cái thằng này giá cao nên khó bán.
nên em thanh lý cho bác với mức giá 4,7 triệu bộ, đầy đủ luôn, bao ship luôn nhé, 4,7 triệu bao ship luôn. Cam kết là hàng chính hãng nhá, hàng nhái hàng nhiếc thì 1-10 hàng này nhá. Giá thanh lý thu hồi vốn đấy 4,7 triệu nhá. Nếu bác nào mua đầu máy không thì 3,7 triệu nhá, đầu máy không 3,7 triệu rồi. Bác nào mua lưỡi nhật mới thì bên em có lưỡi nhật mới luôn nhá. Lưỡi nhật mới thì cũng có hai loại thôi, đó là lưỡi đường kính nhỏ 230, đây đường kính nhỏ 230 này, đây là đường kính là 230 này, thì là thằng này là 72.000 một lưỡi này. Còn thằng lưỡi lớn đường kính 255 này thì là 82.000 một lưỡi nhá, lưỡi nhật mới 100% đấy. Có tốt có bền hay không thì bác mua dùng thử nhá là biết ngay đấy, lưỡi nhật mới 100%. Ok nhá, thằng nhỏ 72, thằng lớn 82. Rồi, bác nào mua cái bộ bơm xịt thuốc thì bên em có luôn nhá, bơm xịt thuốc 260 hàng mới 100%. Hàng này nó là hàng công ty nó thanh lý nên được cái mức giá rất là tốt luôn đấy. Cái nó có, sẽ có hai loại, loại tum nhỏ tum 260 và loại tum lớn tum 330. Thì cái loại này thì nó là loại bơm vuông nhá, bơm vuông này đấy, bơm vuông đồng, cái này nó bằng đồng thau này đấy, đồng thau này và ốc inox này đấy, không bị gì nhá. Đấy, loại này thì nó đẩy xa khoảng 100 đến 150 mét là thoải mái luôn nhá, là được luôn đấy. Thì cái thằng này thì được cái mức giá rất tốt này, 750 bao ship, 750 bao ship nhá. Đấy, loại to lại nhỏ như nhau hết, bao ship 750 bao ship đấy. Số lượng thì cũng không còn nhiều, cũng còn ít ít thôi đấy. Thì bác nào mua bộ cắt cành trên cao thì bên em cũng có bộ cắt cành trên cao này. Đây, cái này dùng cho loại ống cần là 26 ti 9 khía này. Thì còn một loại nữa là dùng cho ống cần 28 ti 9 khía. Thì cái này thì là 450 bộ bao ship. Đấy. 450 bộ bao ship, cái này là 28 ti 9 khía này, 450 bộ bao ship nhá. Đấy. Thì còn bác nào mua bố côn xịn thì cái em có luôn này, côn lớn xịn này. Này là 60.000 một bộ. Đấy. Rồi. Thế còn bác nào nuôi lưỡi bãi thì bên em có nuôi lưỡi bãi nhá. Lưỡi bãi thì bên em có hai loại. Loại lưỡi lưỡi nhỏ và lưỡi to. Lưỡi nhỏ là những cái lưỡi đẹp tuyển chọn như này, ví dụ như những cái lưỡi như này ạ. 10 me như 10 là gọi lưỡi đẹp, lưỡi bãi. Thì là 30.000 một lưỡi. Thế còn lưỡi lớn. Lưỡi lớn thì là 40.000, lưỡi lớn thì nó thể không thể bao cho bác là 10 me như 10 được, mà chỉ nó xuất từ 1 đến 2 răng thôi. Ví dụ như những nơi này gọi lưỡi đẹp này. Nó chỉ bị xuất đến 1 đến 2 răng thôi. Tại vì những cái lưỡi lớn này bản nó lớn nên là nó tiếp xúc với ngoại vật nhiều thì nó không thể nào tránh khỏi được, nó không bị xuất được. Nhưng mà xuất không quá nhiều, chỉ 1 đến 2 răng. Đấy, lưu ý như thế nhá. Thì tính cho bác 40.000. Thế còn ví dụ xuất 5-6 răng thì tính cho bác 12.000. Mà nhiều hơn nữa tính cho bác 8.000. Thì bác lấy loại nào lấy nhá. Đấy. Rồi. Thì bác nào mà mua cái hàng máy 4 thì bên em có luôn nhá. 4 thì bên em có những cái máy 4 thì đây này. 4 thì hàng mới 100%, nó là hàng này này. Hàng HD35 này này. Hàng này thì bên em bán thì quá là nhiều rồi. Và hàng này thì gọi là một trong những cái hàng 4 thì chất lượng cao đây này. Đấy, bán ra thị trường cái dòng này quá nhiều, hầu như lần nào bên em về máy mới là cũng phải bán cái hàng này. Đấy, đợt này thì nó do là nó tồn cái ít cái đầu máy này này, lý do là cái bộ cần là nắp lên những cái con máy 52cc này này. Đấy. Nhiều bác là thích dùng cái dòng này và nên em lấy cái bộ cần của con HD35 này em lắp sang. Đấy, lắp sang thì là cuối cùng là nó dư mấy đầu máy để bán nốt này. Mấy đầu máy này là sẽ về cái lô mới đầy đủ luôn. Thì còn có dư có 3 đầu máy nữa thôi, HD35. HD35 hàng mới 100% này thì để cho bác giá là 1,25 triệu. Nhưng bớt cho bác 50.000. Bình thường đang bán 1,3 triệu. Đấy, bớt cho bác 50.000 là 1,25 triệu bao ship. Đấy, hàng này thì gọi quá chất lượng, hàng phun thùng 100% như này. Đấy. Đấy là hàng trong hộp thùng ấy nhá. Chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Còn chất lượng thì khỏi vừa bàn. Mấy cái dòng này thì khỏi bàn luôn. Đấy, chất lượng thì, trên thị trường thì có nhiều mẫu nó khác nhau lắm, nhưng mà bên em đã phải lựa rất kỹ, nhưng mà rất là kỹ càng mới được những cái mẫu như này nhá. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Các bác test thử thoải mái luôn nhá, test các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, cái mẫu này. Đấy, nó là một trong những hàng bên em gọi là, nói chung là lúc nào cũng duy trì bán.
chứ không phải là chất lượng kém thì không ai người ta duy trì cả đấy, chắc chắn là thế. Nên là bác cứ tin tưởng sử dụng nhá. Nếu còn duy nhất có 3 suất thôi, không có nhiều. Thế còn bác nào mua những cái mẫu máy 52cc thì bên em có đây này, còn duy nhất có hai cái đầu này, một đầu màu trắng và một đầu màu đỏ này này, là 52cc. 52cc bác nào lấy thì để lốt cho bác với mức giá là bình thường đang bán 1,2 triệu đấy, thì tính cho bác giá bớt cho bác 50, 1,150 triệu nhá, bao ship luôn. Đấy còn hai suất thôi, nhưng có nhiều. Thế còn đây có dư ra ít cái đầu máy 430, hàng này hàng phun thùng luôn đây này. Đây này. Cái này là 43 này. Hàng Hinota đây này. 430 này. Thằng này thì giá của nó thì cũng là 1,2 triệu một đầu, hàng 430. Thằng này hàng chất lượng cao nhá. Chất lượng cao Hinota. Thế thằng da ken này cũng dư một đầu. Đấy. Rồi, ok. Thế bây giờ mình đi quay vào chủ đề chính nhá. Thì em đây đi trước tiên là đi thanh lý cho bác nốt đi ít mấy cái mẫu máy bơm nước này đi cho nó gọn này, chuẩn bị vào lô mới này. Đấy, cho nó gọn nhá. Đấy thì có hôm qua lên lô bơm nước thì hôm nay bán gần hết rồi. Dư có 3 con này thì bán nốt cho bác cho nó gọn để chuẩn bị về lô mới. Đây có con này. Con này thì con này là con bơm Robin nhá. Robin này. Đấy, con này thì nhìn nó còn rất là ok. Đấy. Cái con này nó bị thiếu cái này nhá. Nó bị thiếu cái nắp trên này này. Các bác về chế vào. Mua cái ống nó bán đầy trên thị trường mà. Mình chế vào là được thôi. Thế còn con này thì thấy hơi ok này. Hơi chắc nhá. Đấy. Hơi chắc nhưng con này hơi bị xào nhẹ đấy. Thì con này tính cho bác về bán phụ tùng nhá. Phụ tùng hoặc là dọn lên máy tùy bác. Đấy nó thiếu cái nắp này này. Đấy. Thì con này là con hôm nay nó FGH nó H nhá, H1 nhá. H1 con này tính cho bác này tính cho bác 400k đi. Đấy. Về lấy phụ tùng hoặc là dọn lên máy. Dô bin nhá. Rồi tiếp tục này. Con thứ hai cũng là dô bin này. Con này thì ngon ok, không thiếu gì cả. Đấy. Đấy ok nhá. Không có thiếu tiếc gì cả. Đây, quay cho bác một vòng lốc sáng choang này, thấy không? Hàng chưa dọn mà lốc sáng choang luôn. Con này thì đạt chuẩn luôn, dây giật trắng tinh. À, con G2 H2. H2 tính cho bác con này là 600. 600 đi, cho nó nhanh. Đấy. Bình thường phải bán những con này phải bán 7,5. Đấy. Ok, tiếp tục con thứ ba. Con thứ ba thì là con bơm của thằng này là thằng mà là vua của các loại bơm này, Shinewa nó mệnh danh là vua của các loại bơm bởi vì nó bền, siêu bền luôn nhá. Shinewa động cơ này là động cơ S25, Shinewa S25 đấy. Thì hơi ngon nhá. Đấy con này nó hơi ngon, em thấy là cũng ok đấy. Bác về dọn nhá. Thì cái này thì nó bền. Con H3. H3 con này tính cho bác 600 đi. Đấy, cho nó gọn. 600. Rồi 550 cho nó gọn đi. Đấy, 550 gọn. Rồi. Tiếp tục đây. Ở đây em có giới thiệu cho bác về cái mẫu máy sới mới. Ở bên em mới vào. Cái này là em về cái mẫu máy sới 100%, mới 100% phun thùng như này luôn. Đấy. Thì đây em quay qua cho bác này. Cái này em chưa kịp lắp đâu. Đấy nó trong thùng như này. Thì máy sới này nó là máy sới mini nhá, xin mini. Thì nó sử dụng động cơ của nó là động cơ Kubota. Z Kubota nhá. 52cc. Đấy, công nghệ Nhật Bản nhá. Đấy. Thì cái thằng động cơ này thì nó có đặc điểm đó là có thể tháo rời. Động cơ này động cơ máy cắt cỏ công suất lớn 52cc, có thể tháo rời. Ví dụ bác nào mua cái máy sới này về, ví dụ là dùng hết, ví dụ làm xong công việc rồi thì bác có thể là tháo cái đầu máy này ra, bác gắn vào cần phát cỏ tum lớn thì là thành máy phát cỏ tum lớn 52cc. Động cơ này mới 100% nhá. Đấy. Cái khung cái khiếc của nó thì đây, cái này là chưa kìm nắp nhá, túi đồ nghề nó đây. Đấy, khung khiếc của nó đây, tay ga của nó, tay ga bóp như này. Đấy. Đồ nghề đồ nghiếc nhá. Rồi là các kiểu đầy đủ hết. Đấy.
Thương hiệu của nó thì là thương hiệu đây, thương hiệu Z Kubota này. Đấy, đây vỏ thùng vỏ hộp đây này. Đấy, Kubota, Z Kubota. Đấy, sới 100, mới 100% nhá. Đấy, cái này nó hay ở chỗ là động cơ có thể tháo ra, mình có thể là gắn khoan đất hoặc là gắn máy phát cỏ. Đấy, động cơ 52cc nhá, đây này, 520 đây này, 52cc, bi tông 44 ly nhá. Đấy, đấy, thấy chưa? Thì cái thằng này thì mới 100%, hai bánh của nó đây này. Đấy, mới 100%, hàng thì cực kỳ ngon, ổn định. Đây, đấy, bác nào mà đây nhá, cái đường kính của nó đây, đường kính nó đây này, nó khoảng tầm trên 30/30. Cái này thì mình có thể là vừa sới ở những cái ruộng nhỏ, sới ngô, sới hành, sới hay sới gì các bác tùy công việc các bác nhá. Sới ngô, sới nghiếc rất là ok đấy. Đấy, mới 100%. Cái thằng này thì bên em nhập về bán thử, nên là đầu tiên là bao giờ cũng sẽ để cho bác mức giá tốt để xem cái nhu cầu thị trường có lớn hay không. Thì em để luôn cái giá gốc luôn, đó là giá thu hồi vốn với mức giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu là mức giá thu hồi vốn nhá. Thu hồi vốn là chủ yếu là xem cái nhu cầu của bác thôi. Đấy, nhu cầu có lớn hay không thì lần sau sẽ về cái số lượng nó lớn hơn. Đấy, 2,3 triệu. 2,3 triệu là đầy đủ luôn nhá. 2,3 triệu, được chưa? Động cơ 52cc có thể tháo rời nhá. Đấy, cái này thì là mới 100%. Đây. Đấy, để bác cứ giữ yên tâm mà sử dụng nhá. 2,3 triệu. Đấy, thế lần sau mà có về thì nó sẽ về cái mức giá tốt nhá, à giá cao hơn nhá. Bởi vì là cái này là mình chỉ gọi là thăm dò thị hiếu khách hàng thôi. Đấy, nếu bác nào mua thì liên hệ bên em nhá. 2,3 triệu. Giá này thì gọi là giá thu hồi vốn thôi, chứ không được nhiều. Không có lời, nó không có lời luôn, không lợi nhuận. Đấy, ok nhá. Đấy, thì em mà có về thêm một con máy sới đất nữa này, sới bãi đây này. Có con này thì nó gọi là siêu mini luôn. Con này chính là con động cơ Honda. Honda này là Honda đời cao. Đây. Honda này là đây. Honda này là siêu mini nhá. Đây, nhìn đâu. Đấy, đây con quay tổng thể này. Động cơ Honda nhá. Honda này là Honda 2 kỳ các bác nhá. Chứ không phải 4 kỳ đâu. Honda 2 kỳ. Đấy, thế mới đọc luôn. Đấy. Nó sử dụng tay ga bóp này. Tay ga bóp. Đây là càng của nó đây nhá. Tay ga bóp này. Đấy. Đây. Xem đúng theo Honda. Đấy, con này thì nó là siêu mini. Đây, cái đường kính của nó chỉ có thế này thôi. Đấy, nó là khoảng lưỡi sới của nó này. Đấy, rất là thích hợp vào những cái chỗ nhỏ nhắn nhá. Đấy, cái này thì nó nổ rồi, nhưng mà cái con này nó về nó bị thiếu mất cái chân trống, thiếu mất cái chân trống này. Cái này thì bác về bác chế thôi, thì nó đơn giản thôi, chế một cái thanh sắt xong là để nó ngang như này để nó chống máy lên thôi, thế thôi, chứ không có gì cả nhá, phức tạp cả. Đấy, cái con này thì nó nổ rồi, đây thì nó cũng dễ lổ thôi. Thì các bác về thì đấy. Các bác bóp tay ga bóp này. Đấy, Honda nhá. Đấy nhá, thế thôi. Đây, công tắc này. Đấy, máy thì nó nhảy lổ thôi nhá. Con này thì đấy, mấy cái con này là con Honda đời cao nhá, lưu ý là nó là đời cao đấy chứ không phải đời cổ đâu, là động cơ 2 kỳ nhá. Honda đời cao, động cơ 2 kỳ. Đấy, cái này tính cho bác giá là 1,6 triệu nhá. 1,6 triệu. Đấy, 1,6 triệu. Ok rồi, bây giờ đi vào chủ đề chính này, em đi test cái lô máy cắt cỏ này cho bác xem nghe tiếng máy nhá. Đây thì có trước mắt là có hai cái đầu máy này, test đi cho nó gọn này, cho nó gọn đi, sau đó đi vào lô máy này. Đây có hai cái đầu máy này thì đây có cái đầu máy này bên em vừa dọn xong này, cũng chưa có rửa ráy gì, vừa mới dọn nổ xong cái động cơ này, động cơ Kawasaki TGX nhá, TGX 23, con này nòng 33 ly này, khỏe này. Và 3 ly khỏe luôn. TGX nhá. Đấy. TGX là nó xài chế găng ngang quan bờ rồ này. Đấy, nó cao cấp hơn là TG. Nó xài chế găng ngang quan bờ rồ, tiết kiệm xăng. Với thứ hai là nó có cái khe giảm áp nên là giật nó rất là dễ lổ.
rất ngon nhé. Động cơ này, cái nòng con này to này, 33 ly này. Đấy, ví dụ con mấy con TG24 nòng bít tông có 32 ly thôi. Con này 33 ly luôn. Thì con này là tum rời nhá, tum 260 gắn vừa xịt thuốc này. Bác lấy đầu này phải gắn xịt thuốc là ok nhá. Đấy, thì cái này thì em giữ lại cái tum này để thử máy khác này. Gần đầu bán cho bác cái đầu máy không nhá, thì vẫn như thường lệ thôi. Con này là con H4 thì vẫn như thường lệ thôi, tính cho bác giá là 850 nhá. Đấy, thế thôi, không có gì ấy cả. Tiếp tục này, đây bác nào mà có cái thích cái động cơ máy lớn nòng 38 ly về phát cước thì lấy cái em này nhá. Em này là em Hitachi này, 38 ly này, đây, 38 ly phát cước bao phê luôn, tum lớn nhá. Đấy, tum 430 330. Xài IC nhá, không phải vít lửa vít nước thì đâu có phải lo. Cái con này thì thợ bên em đã nên chế hai kim Zimba luôn. Zimba loại tốt luôn nhá. Đấy, chế ga ngang Zimba loại tốt. Đấy. Nên là các bác yên tâm về mà xài thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Cái con này thì ok nhá. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, các bác về là con này nòng 38 ly nhá. Đấy, thì bác về có thể là đấy, thì cái động cơ này là không tính cái tum này nhá, tum này để thử máy thôi. Đấy, vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, sáng choang luôn. Thì có động cơ này tính cho bác giá là vẫn như thường lệ thôi, còn H5 750. Đấy, được chưa, 38 ly. Đấy, ok. Chân trống chân chiếc hẳn hoi nhá. Đấy. Bây giờ mới đi vào cái lô chi tiết này. Ở đây thì em có mấy cái nô máy ba con đầu tiên thì sẽ là những cái con nó giá rẻ cho bác nhá, dành cho những cái bác ít tiền. Thì mấy cái con này thì nó là em bên em sẽ lắp cho bác đầy đủ những cái tay lái còn thiếu này. Rồi là chắn cỏ đầu bò nhá, lắp cho đầy đủ nguyên bản luôn. Đấy, nói chung các bác về chỉ làm luôn nhá. Đấy. Rất là tiện. Đấy. Cái con này là con khỏe này. Con này là con Cinewa S23 nhá. Đây này. Động cơ Cinewa S23 luôn, con này khỏe đấy. Chạy nói chung cái dòng này chạy siêu bền luôn này. Đấy, Cinewa này siêu bền luôn này. Đấy. Cái này cũng đã lên chế hai kim rồi nhá. Lên chế mới hai kim cho bác dùng xài luôn. Chế ga ngang nhá. Cái dòng này thì 100% phải lên chế thôi, chứ không thể tránh khỏi được không lên chế được nhá. Thì cái con này thì hơi ngon này. Con này nó có, con này thì rất là ngon đấy, máy ngon đấy, nhưng mà nó cái bị bệnh tật, nó biết nó hở cái gì mà bị mất gang ti. Thì các bác về nghiên cứu cái dòng này nhá. Nó mất gang ti nhưng mà bác về vẫn xài bình thường nhá. Nhưng không phải mất gang ti mà chỉnh gang ti nhỏ xuống vẫn được nhá. Nhưng mà chắc là do không biết kiểu gì. Đấy. Còn máy của nó thì vẫn thấy là rất ok, lòng điếc không sọc trước gì cả nhá. Đấy. Con này H6 nhá. H6 thì nắp đầy đủ cho bác tay lái đầu bò nguyên bản nguyên zin, tính cho bác con này là giá là bao nhiêu nhỉ? 650 nhá. Đấy. Thấy chưa? Nắp đầy đủ cho những cái tay lái đầu bò. Tiếp tục này, em lên cho bác cái con này ngon này, con này thơm này.
Con này là con một con máy công suất lớn nhá, con Hitachi này 26 này. Con này 26cc 34 ly nhá, bình xăng chứa xăng còn trắng này. Đấy. Con này nó xài cả tum nhôm đấy nhá, không bao lo bị cháy tum luôn, thấy không? Tum nhôm. Tum nhôm thì nó hay có đặc điểm là nó bền nhưng mà nó lại hay bị nổ sơn. Đấy, nó không thể tránh khỏi được nhá. Đấy, nó đi bền thì lại phải nó phải lại phải xấu. Đấy. Cái con này máy 26cc 34 ly, dòng này chạy thì cực ngon luôn. Chế chế vú bơm to đây này, chế ga ngang, chế ga đứng vú bơm to nhá. Đấy, chế ga đứng vú bơm to, dòng này chạy ngon đấy. Con này thì hơi tốt, cực cực luôn. Hơi quá ngon rồi. Cực nhá. Đấy. Con này ngon đấy, con này là rất là ngon luôn theo quan điểm của tín hiệu, hơi cùng cực luôn. Các về dọn tí lại là ngon nhá. Đấy, con này máy 26cc 34 ly này, phát dao phát cước đều ok luôn. Đấy. Con này rất đẹp. À, con này rất ngon. Mới tôi hình trước thì nó chỉ gọi là cái này về mình phải cạo đi, muốn trang trí lại cạo đi vệ sinh lại đi. À. Con H7 nhá. H7 con này tính cho bác này tính cho bác 800 đi. Đấy, à lưu ý giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nhá. Ví dụ bác nào mà muốn mua thêm phụ kiện thì bác thêm vào 50.000. Bác nào muốn bao ship nữa thêm vào 50.000. Tổng con này về đến nhà nó phải 900 nhá. Đấy. Phụ kiện sẽ bao gồm là dao bắt cước, dây đeo, tip mở buji, một cái lục giác mở ốc. Đấy. Bác nào có rồi thì thôi nhá. Đấy. Các bác chỉ thêm một tiền bao ship thôi. Đấy, mà bác nào muốn tự bao ship thì cũng thì giá của nó chỉ có 800 thôi. Đấy. Rồi. Có con này rất là ngon này. Con này thì nó bao ngon cho bác luôn. Con này là con Robin, Robin 22cc nhá. Con này là made in Japan nhá. Con này bình xăng zin còn trắng phau này. Con này nổ ngon lắm. Đây. Đây, trắng phau này, thấy không? Đấy. Ví dụ con này vỏ viết liền lạc đủ đồ, đẹp cao su êm này. Đấy. Tay lái đầu vòi bên em lắp cho đầy đủ hết. Con này chế nguyên bản luôn, bình xăng con nguyên bản luôn, nổ thì siêu đanh. Đây. Siêu to luôn nhá. Cực kỳ ngon nhá. Con này cực kỳ ngon luôn. Giòn. Nổ siêu giòn luôn. 22cc nhá, không phải là bình thường đâu. Đây này, 22cc này. Đấy. Này phát dao thì bao phê luôn. Ngon, đẹp, hình thức máy ok đấy. Đấy. Con này thì ok rồi, không có gì phải suy nghĩ con này cả. H8. Con này tính cho bác giá 850 nhá. Đấy. Lưu ý giá này chưa bao gồm phí vận chuyển chưa tiền phụ kiện nhá. Rồi. Đây em lên cho bác cái con này gọi là vỏ thì siêu xấu nhưng máy này bên trong lại siêu đẹp. Đấy, con này là con S-Steam nhá. S-Steam của Đức. Con này S-Steam 24 này. Bác có thể quan sát đây là bình xăng zin này, trắng phau luôn. Đấy. Với thứ hai là cái tum của nó này. Cái tum của nó siêu trắng luôn nhá. Đấy. Máy 24 này. 2400 lòng 34 ly nhá. À lòng 33 ly nhá. Con này lòng 33 ly. Đấy, con này dòng S-Steam của Đức. Đấy. Cái con này là do là vỏ nó bị cháy nắng nên là nó bị bạc màu. Cái con này là bác về bỏ thời gian mình cạo đi, cạo đi là đẹp luôn, nó nụ ra cái lớp vỏ đỏ đẹp luôn. Đấy. Cái này là bên em mà chưa thời gian để mà cạo đây này. Nếu mà mai có thời gian là cạo đi là đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Con này thì vì sao em bảo đẹp? Đấy. Nó xài chế, thứ nhất là nó xài chế quăn vừa rồi gang ngang hai kim này, quăn vừa rồi nhá, hai kim nhá, rất ngon nhá, chế hệ luôn. Đấy. Máy này máy S-Steam của Đức nhá. Cái thứ hai là cái dây giật này. Dây giật trắng phau này. Này. Hơi thì bao chắc nhá. Đấy. Hơi bao chắc luôn. Đấy. Có thể bao ngon luôn nhá.
không ngon không lấy tiền bác luôn. Đấy, chỉ có chỉ mỗi cái vỏ nó ấy thôi, mình về mình bỏ thời gian mình cạo đi là ok. Con này thì nếu mà nó đẹp thì em để cho bác giá 1.3 triệu nhá. Nếu mà nó tính tính công cạo cho bác thì tính cho bác con này 1.1 triệu nhá. Con H9 1.1 triệu. Đấy, tính công cạo cho bác là 200, tính cho này 1.1 triệu, được chưa? Đấy, cạo một tí là được 200.000 luôn. Thế bình thường giá con này nó về giá thị trường nó phải rơi cỡ tầm 1.6 triệu, 1.6 triệu 7 triệu, còn Estin 24 nhá. Đấy, thế tính 1.1 triệu thôi. Đây, băng ngon nhá, không ngon lấy tiền. Rồi H9 H10 này, H10 thì nên cho bác con này là con Sinewa thôi. Con này Sinewa 3 số, dòng này gọi siêu VIP. Dòng này một trong những dòng siêu đắt nhá. Đấy, đây, Sinewa 3 số này 231 nhá. Đấy, cái này là quá ngon luôn. Sinewa 3 số này dùng bền lắm mà ổn định. À, cái con này nó chế của nó là xài chế One Bro nhá, 2 kim luôn. Con này quan vừa rồi 2 kim chỉnh luôn này. Bổ sung cái nắp e còn thiếu nhá. Nói chung là cái đi thiếu bên em lắp đủ rồi các bác nhá. Cứ yên tâm. Cái con máy con này thì bao chất luôn. Vỏ không bể vỡ gì nhá. Đấy. Đây. Máy thì không khỏi chê. Hơi ngon nhá. Đấy. Cái này là ga lên tí là được. Đây. Cái này như kiểu là bị cái bugi thôi. Con này lúc nổ giòn lắm, nên nó bị cái buji thôi. Buji chắc là nó kiểu nó bị nguội ấy. Nguội buji ấy. Đấy, chỉ thế thôi, không có gì đâu. Đấy. Con này bên em bao ngon, bao chuẩn cho bác nhá. Con này bao chuẩn luôn. Đấy. Cái này thì gọi là cạy cạy cái vỏ buji tí là ok đó. Này. Hơi bùng cực nhá. Đấy. Được chưa? Bao chuẩn nhá. Đấy, bao chuẩn luôn. Đấy. Thế thì con này thì giá thị trường của nó phải rơi cửa tầm 1.6-1.7 triệu một con. Đấy. Thì bên em thì bán lấy số lượng thôi, thì cũng lời mỏng thôi để tính cho bác giá của nó mềm mềm. H10 nhá. Cái này nguyên bản chưa bung chưa sửa chữa gì đâu nhá. Con này tính cho bác giá là 1 triệu con này tính cho bác 1.250.000 nhá. Đấy. Được chưa? Đã rẻ chưa? Quá rẻ nhá. Được. Em lại lên cho bác con tiếp theo nhá. Con tiếp theo là con máy 26cc 34 ly hiệu Zobin Makita. Đấy, Zobin 262. Nhưng mà đời Makita nhá. Đời Makita nên vỏ nó màu xanh như này này. Đây này. Đằng trước nó ghi Makita rồi. Đấy, tum nhôm nhá. Dòng này là dòng Zobin sắc lớn hoặc là Makita là nó nhá. Đấy, nói chung con này thì ngon rồi, tuyệt vời. Cái đời Makita này nó nâng cấp lên là cái bộ chế này. Bộ chế zin của nó, bộ chế One Bro 2 kim nhá. Đây này, One Bro 2 kim này. Cái con này thì bên em chưa vệ sinh kỹ đâu. Thế bác nào lấy bên em vệ sinh kỹ cho. Con này thì bao ngon luôn. Thôi này. Hơi bừng bực luôn nhá, mà tiếng nổ cực gắt luôn. Đây, quay cho bác xem luôn. Con này ngon á. Đây, bao ngon luôn nhá. Không ngon không lấy tiền của bác luôn. Đấy. Thì con này thì nó xài tung nhôm nhá. Đấy, bên dòng này thì gọi siêu bền luôn. Đấy. Hơi bực. Đấy. Chế quan vừa rồi 2 kim luôn nhá. Đấy. Đấy, con này thì quá ngon rồi. Nâng cấp lên ở bộ chế Makita 26cc, nòng 34 ly, H11 nhá. Con này đẹp đấy chứ không phải xấu đâu. H11 con tính cho bác giá 1.3 triệu nhá. Đấy, cái 26. Tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Con tiếp theo thì là con Mazu 23cc. Con này Mazu 23 nòng 32 ly nhá.
Hôm nay con này có một đặc điểm, nó có trợ lực thả lỏ rất ngon luôn. Đấy, mặt tiền thì ok, vỏ viếc ok. Đấy, không bể vỡ gì nhá, màu tím than, đẹp. Con này thì nguyên bản 100%, chạy lỏ rất đanh. Đây. Đây cái thả lỏ thôi, thì mình cứ kéo ra mình thả thôi, bơm xăng này. Đấy, ông kéo cái này xuống, ông kéo này. Lỗ rất đanh nhá. Đấy, này, kéo ra này. Đây là con trắng này. Nó này tính cho bác giá là H12 con này Mazu 23 nhá, 23cc lòng 32 ni. Dòng này trong lốc có made in Japan. Đấy, có luôn. Đấy. Con này tính cho bác giá là 1.150.000, 1.150. Đấy. Ok. Nhà tiếp tục con tiếp theo này. Con tiếp theo thì là một trong những cái con rất là nổi tiếng rồi, đó chính là dòng Shinewa. Đấy, Shinewa là một trong những cái dòng máy rất là nổi tiếng nhá. Nó bền, ổn định, dùng ngon. Đấy, như con này là một trong những cái con đấy. Con này nó là con Shinewa. Con này xài chế One Bezel 2 kim. Đấy, con này thì còn đẹp. Xin đây qua 231 nhá. Vỏ viết ok, không bể vỡ gì. Bình xăng còn trắng. Chế One Bezel 2 kim. 23cc lòng 32 ly. Hơi ngon. Rồi. Rồi nhá. Dòng này lổ rất sướng nhá. Đấy, mà bền ổn định cực kỳ luôn. Chính vì thế nó mới đắt nhá. Dòng này chính vì thế nó mới đắt. Đấy, nòng nghĩa là zin nguyên bản luôn, chưa bung chưa sửa chữa gì. Đấy, con H13. H13 con này tính cho bác giá 1.3 nhá. Đấy, con này nhìn khá đẹp. Ok, chế con dầu 2 kim. Đấy. Tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Con tiếp theo thì là một con máy khỏe cực kỳ luôn. Đó chính là con Zubin NB262. Bình xăng zin trắng phao này, thấy không? Đấy. Đây, mặt tiền này. Đấy. Tum nhôm nhá, con này xài tum nhôm nhá, không lo bị cháy tum luôn. Đấy. Nói chung là ok đấy, nét. Chế nguyên bản nhá, con này chế nguyên bản theo máy luôn. Đấy. Bác khởi động dòng này thì bác cứ bơm xăng thôi. Đấy, bơm thật kỹ xong bác kéo cái lè này xuống, xong bác giật đổ, nó lổ thôi. Như con này là đạt chuẩn luôn nhá, đạt chuẩn luôn, quá ngon luôn. Quá tuyệt vời luôn. Con này thì con này gọi nét như bọ nẹt luôn, không phải suy nghĩ. Con H14 con này tính cho bác giá là 1.250.000 nhá. 1.250.000. Rồi. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Con tiếp theo là một con máy thuộc dòng con này là con Mitsubishi. Cái này nó đề tem Mazuyama thôi, nhưng mà máy này thực chất là máy Mitsu T130 nhá. Đây này. T130 này. Con này tum rời nhá, tum 260 nhá. Cái đầu này các bác về gắn xi thuốc là ok luôn nhá. Đấy. Được chưa? Tum rời. Con này thì đã dọn nổ rất là ok, đẹp đẽ rồi. Đấy, chế One Bezel nhá. À không phải, chế ngang ngang. Hơi ngon này, hơi bực bực luôn. Đấy, rất là ok nhá. Đấy, tắt máy này, không tắt này, hơi. Đấy, con này máy 24 nhá, lòng 32 ly. 24cc lòng 32 ly nhá. Hiệu Mitsubishi.
Đấy, con này H15. H15 con này tính cho bác giá là 1,3 triệu thôi. Đấy. Rất là vừa tầm. Tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Con tiếp theo là con một con mới đây này. Cái này bên em vừa mới dọn đổ xong cũng chưa kịp vệ sinh gì cả. Con này là con Mitsu đời cao nhất này, Mitsu TBE. TBE 27 nhá. Con này 27cc này, made in Japan nhá. Đấy, thấy không? Cái này là con này xài chế đời mới là hai họng này, hai họng này. Đấy. Cái con này thì bên em vừa làm nổ xong cũng chưa vệ sinh gì cả. Đấy, nhưng máy của nó thì liền lạc rất ok nhá, mình sang trắng này. Đấy, tem TBE 27 này. Đấy. Con này tum giờ nhá. Đấy, tum giờ luôn này. Đấy. Tum giờ tum 260 nhá, gắn vừa xịt thuốc. Đấy, đầu này gắn xịt thuốc ok này. Đấy. Con này sử dụng cả tay ga bóp luôn. Này, tay ga bóp này. Đấy. Được chưa? Đấy, ok nhá, tay ga bóp rất xịn sò. Thế còn máy của nó thì là ok. Đây. Bơm xăng này. Đang kéo này lên này. Ồ luôn. TBE 27 tung giờ nhá. Con này máy 27 nó tung giờ luôn. Thế mới ác luôn. Mitsu nhá. Tay ga bóp hệ nhá. Đấy. Cái con này thì bác nào lấy thì mai bên em vệ sinh sạch sẽ cho. Là ok luôn nhá. Mitsu TBE 27 tung giờ, tay ga bóp hệ. Thấy chưa? Đấy. Vệ sinh sạch sẽ là nét luôn. Nhìn ok. Con H16 nhá. Con này tính cho bác giá là 1,6 triệu nhé. Đấy. Rồi. 1,6 triệu. Tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo. Con tiếp theo thì là một con, một trong những cái dòng máy siêu bền, đó chính là con Jobin. Jobin NB262. Con này gọi là được mệnh danh là những cái dòng máy siêu bền. Tum nhôm nhá. Đấy, và tiền đẹp ok. Đấy. Nhá, con này thì khởi động thì rất là đơn giản thôi. 26cc 34 ly tung nhôm nhá. Đấy. Tung nhôm. Đấy, khởi động như thế thôi. Thế luôn bản nhá. Đấy, nói chung quá ngon luôn. Đấy, không phải suy nghĩ đi nhá. Đấy. Rồi. Đấy, mấy cái con này thì nói chung là quá tuyển chọn luôn. Quá ngon luôn. H17 nhá. H17 này. Con này tính cho bác giá là 1,2 triệu nhá. 1,2 triệu, thấy chưa? 1,2 triệu quá rẻ cho một con máy 26cc 34 ly còn tung nhôm nữa. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục đây. Nên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì là một con máy thuộc dòng Estin của Đức. Đấy, là một thương hiệu máy Đức nhá, rất nổi tiếng luôn. Estin 2450. Đấy. 2450 nhá, bình xăng zin còn trắng này. Chế one bezel 2 kim nhá. Đấy, tum thì còn trắng nhá. Đấy. Tum trắng. Đấy, ok nhá. Estin của Đức. Thế còn là máy của nó đây. Chạy ok, vỏ không bể vỡ. Ừ. Kéo nè lên. Đấy.
Đấy, Estin 24 nhá. Con này máy 24, lòng của nó là 33 ly, rất là khỏe, cực kỳ luôn. Estin 24. H18. H18 con này tính cho bác giá là 1 triệu tính cho bác giá 1.150.000 nhá. Đấy, bán cho nó nhanh. Được chưa? Bình thường giá thị trường của nó phải tới cửa tầm 1.6-1.7 triệu, chứ không ít đâu nhá. Con máy vẫn là nguyên bản, chưa bung chưa sửa chữa gì nhá. Đấy, lưu ý là thế. Đấy. H18, H19 này, H19 thì là động cơ Komatsu T130 nhá. T130. Ở đây nó là tem Mazuyama, nhưng máy này là máy T130 này. Mitsu T130. Tum giờ nhá. Con này đầu này gắn xịt thuốc ok này. Đấy. Mà đã lên chế mới 2 kim nhá. Zimba loại tốt. Chế Zimba loại tốt, dùng cực kỳ ngon nhá. Đấy, kéo le đỏ xuống, có le đỏ luôn này. Đấy. Nhá. Hơi khỏi chê nhá. Đấy. Kéo le lên. Con này máy 24 đồng 33 ly, 32 ly nhá. Tum rồi. H19 con này tính cho bác giá là 1.3 triệu nhá. Đấy. Rồi. Tiếp tục này, nên cho bác con tiếp theo là một con máy thuộc dòng Robin nhá. Một trong những cái dòng máy siêu bền. Mà máy 26cc đồng 34 ly luôn. Đấy, Robin 262. Con này thì khỏi chơi. Thế nhưng mặt tiền nó rất ok này, bằng chóe luôn. Đấy. Đẹp. Chế nguyên bản nhá. Con này là một trong những cái dòng máy rất khỏe, khỏe nhất trên trong các dòng máy 26 luôn. Đấy, chế nguyên bản luôn. Con này nó có một cái bát cước này, thằng là đây bát cước này, đấy bát cước luôn, đấy ok nhá. Cái dòng này thì gọi là quất cước thì bao phê luôn, bao khỏe cho bác luôn nhá, máy bao lực tum nhôm luôn, quất cước thoải mái, không phải lo cháy tum như tiếc gì. H20. Con này tính cho bác giá là 1 triệu. Con này tính cho bác 1.150.000 nhá. Đấy. Được chưa? Này nó bị sứt này thì bớt cho bác 50.000. Thế thôi. Rồi ok. Tiếp tục này. Con tiếp theo là con cuối cùng này, H21. Con này thì nó là động cơ Robin thôi, nhưng mà cái Robin này nó còn có cả phản quang này, thấy không? Con nhìn thấy hóng ánh không? Đấy, trông chói lóa luôn. Cái này thì con này thì bên em vừa dọn xong cũng chưa kịp vệ sinh gì cả, nhưng máy rất ok này. Đấy. Con này đẹp đấy, cái máy rất ok, nổ ngon này, tum nhôm này. Đấy. Cái này thì về mình muốn đẹp mình sơn lại là đẹp. Đấy. Con này tum nhôm ra riếc đàng hoàng này. Con máy của nó thì ngon này, máy 6cc 34 ly, đây là phần trắng này. Con H21, cái này thì quá khỏe rồi. H21,
26cc 34 ly tung nhôm. Con này tính cho bác giá là 1.150.000 nhá. Máy ngon đấy. Rồi. Video này là dài nhưng mà xin kết thúc video tại đây. Mong mua hàng đi hãy theo số kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.